Đồng Lộc, ngày 19 tháng 7 năm 1968. Mẹ kính yêu của con, ngày mai chị Thủy về nhận thực phẩm sẽ ghé về nhà ta. Con viết mấy dòng chữ gửi về thăm mẹ. Mẹ ơi, chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một kéo nữa. Con kể để mẹ mừng nhé. Trưa nay hàng chục máy bay dập kéo đến trút bom lên ngã ba Đồng Lộc với yêu cầu nhanh chóng thông đường. Mặc dù trời còn sớm, nhưng tất cả chúng con đều xông lên mặt đường để kịp thời cứu chữa. Trong thời gian chúng con làm, máy bay gặp có đến trinh sát. Chúng tưởng đâu là đường xã đã bị tan tác vì cơn mưa bom của chúng. Nhưng chúng có mắt cũng như mù. Chính lúc đó là lúc đoạn đường đang được nối liền bằng cả tâm hồn và trí lực của chúng con. Trời sầm tối, những chiếc xe mang nặng tình hậu phương lại lăn bánh trên đường ra tuyệt tuyệt. Đi giữa trời khuya sao đêm lấp lánh, tiếng hát ai vang đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mở đường, không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà xin em đi thường. Em đi lên rừng cây xanh mở lối, em đi lên núi núi ngã cuối đầu. Em đi bằng những nhịp cầu, với những con đường cổ
mặt đã quay quân, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô bình hùng khói lửa, đồng lộc sáng sương, cánh chim liền. Cúc ơi, em nằm nơi nào, lòng đực sâu mái tóc còn xanh. Về với anh Cúc ơi, về đi thôi ơi Cúc ơi, về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sơn hương, cơm chiều chưa ăn cuối còn thêu giờ, đồng đội đang chờ em đùa gắm mà cơm dòng. Ở đâu